Chào cả nhà nha. Hôm nay hai chồng quán vỉa hè không có đi ra ngoài quay nên nay ở nhà quay cả nhà. Hôm nay là nấu cháo gà cả nhà. Bây giờ mời cả nhà vào bếp với vợ chồng mình nha. Hôm nay là vợ chồng mình có mua một con gà mái để nấu cháo. Giờ mình bóp gỏi với bắp cải và rau răm. Giờ mình nấu cháo là có hành, còn ở đây là ớt. Một hồi nữa mình làm nước mắm với mình làm gỏi. Bây giờ bắt nước lên để luộc gà. Trước khi luộc gà mình cho vô một muỗng muối và một muỗng bột ngọt. Để một chút mình luộc con gà cho nó thấm vô con gà cho nó ngon á. Cái nhà giờ nước ấm ấm giờ giờ mình sẽ bỏ gà vô luộc. Tại vì nước sôi quá mình bỏ gà vô không có ngon, còn nước ấm mình bỏ gà vô nó sẽ vàng cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ nguyên con gà vô. Dạ, nước ấm là gà nó vàng hả? À, nước ấm là gà nó vàng anh, Nhìn còn nhìn nó ngon khỏi bỏ màu đúng không? còn mà mình nước sôi quá thì con gà nó sẽ trắng tái đi. Giờ mình sẽ bỏ bộ đồ lòng vô. Giờ mình đậy nắp lại, nó sôi lên giùm chở. Cả nhà bây giờ con gà đã sôi mà da nó vàng quá trời luôn. Không. Không quét ghi thật mà nước nguội của gà vô vàng em À, ha. để em ghim thử coi con gà nó chín chưa. À, gà cũng đã chín rồi. Rồi bây giờ em gấp gà ra anh, để em bỏ gạo vô anh. Cứng chưa, dính chưa? Mềm quá trời mềm rồi. Không. Dạ. Giờ em sẽ ghim vô em gấp con gà ra. Giờ em sẽ bỏ gạo vô. Gà nấu cháo tại nhà mình ít Cháo nên gạo gang nha. không cái này gà không có gan. Nước hả? À, em hứng thêm miếng nước nữa, ít nước quá, luộc gà nãy giờ nó rút ít Có nước. ít cháo thôi chứ nhiều dữ vậy. Giờ em sẽ đổ vô, giờ em đậy lại, em sẽ lấy đều lên cái em đậy lại. Giờ đậy lại đợi cháo chín rồi mình sẽ nêm. Giờ đây mình có chén nước cốt chanh là bốn bốn trái để vừa làm gỏi mà vừa làm nước mắm luôn. Cho vô là 3 muỗng đường, mình sẽ khuấy đều lên, khuấy cho nó tan hết đường ra. Rồi em sẽ chế qua bên cái chén ớt này luôn. Em sẽ trộn đều lên. Rồi sau đó là em gửi qua bên cái thau cải cải nồi này một ít, còn một ít lại làm nước mắm. Rồi cái chén nước mắm này á, là mình cho vô một muỗng nước mắm đầy. Đó là để một hồi nữa là mình chấm gỏi. Và cái bên phần gỏi mình cho vô nửa muỗng nước mắm. Mình sẽ cho vô nửa muỗng bột ngọt. Bắt đầu là mình trộn đều lên. Mình trộn chừng nào cho nó xìu xuống là dĩa gỏi mình đã xong, là mình sẽ bỏ rau dăm lên. Cái này một chút nó mới xìu. Để đi ngồi thấm xuống gì. Dạ, để hồi thấm xuống. À, cũng như là cháo bây giờ đã chín rồi, bây giờ nêm cháo, cái nữa là mình sẽ xé gà ra ăn thôi. Cái cháo này là hồi nãy lúc mà trước khi luộc gà đó là mình đã nêm nếm đồ đầy đủ hết rồi. Bây giờ là mình chỉ bỏ hành vô thôi, tại vì nhà mình ít ăn mỡ dầu nên cái hành này á, nhiều khi phải xào đựng đổ vô. Nhưng mà bây giờ mình đổ không vô luôn cả nhà, còn khỏi xào. Rồi mình cho của hành cộng vô, xong mình cho hành lá vô luôn, mình trộn lên.
Rồi một hồi mình múc ra rồi mình sẽ dắt tiêu lên. Là xong một nồi cháo, giờ là xé gà ra để bóp gỏi. Rồi, hôm nay hè trồng dễ hè không có đi quay ở ngoài nên mua con gà về bóp gỏi. Ăn với đây là gà bóp gỏi cả nhà. Rau găm gì đó không? Rau bóp gỏi về rau găm với bắp cải rồi á. Và đây là cháo. Và có nước mắm huyền thoại. Nước mắm huyền thoại chua ngọt cả nhà. Và mình ăn tráng miệng. Nước mắm huyền thoại mẹ. Là xoài với ổi. Mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà vô ăn với gia đình nha. Đây con múc mời cho. Cả nhà ăn cháo cả nhà ơi. Đây con múc cho. Chào cả nhà luôn nha. Hồi nãy giờ mình chưa có vô. Nãy giờ bận công việc. Mình làm chế dàn âm thanh. Ở không làm chế dàn âm thanh. Mẹ với vợ mình đi làm gà. Ngon lắm nha. Rồi giờ trưa, chắc trưa nắng nóng quá. Thấy ớt để trên là thấy nó ra đỏ là ngon rồi. Ăn đi mẹ. Lâu lắm. Mời cả nhà ăn gỏi gà nha. Lâu lắm ở nhà mới làm cái gỏi gà ở nhà ăn cả nhà. À, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi ha. Ở dưới đây là gỏi. Mời cả nhà ăn gỏi nha. Ngon lắm á. Cái đầu gà là nước siêu ngon luôn á. Lấy chén đi. Lấy chén đựng xương luôn ha. À. Nước ngon là gà ngon mà có rồi. Nay mẹ cũng thèm cháo gà cả nhà. Đây là miếng thịt gà cả nhà, dai lắm. Đây là con gà mái. Mời cả nhà ăn cháo nha. Ăn đậu đá ngon quá. Rất dễ thương. Gấp đôi cho mẹ ăn đấy. Để tao ăn rồi tao gấp ra. Gấp tới không? Tới đâu không? Tới đâu không? Không tới rồi tại sao mất tiêu cái đùi nha. Ngon quá cả nhà ơi. Gỏi ngon lắm cả nhà. À, làm vừa ăn quá. Ngon mẹ. Nở mũi luôn, nghe ngon nở mũi luôn. Hả? Con mình nghỉ nhà làm caramel. Mẹ ăn cái đùi đi mẹ. Thôi, không ăn đùi đâu. Không ăn đùi hả? Ăn này. Không ăn cả nhà ăn nha. Ăn nguyên con gà luôn chứ không ăn cái đùi. Ngon quá. Ngon quá. Lâu ăn gà đã rồi mẹ hả? Lâu ăn bữa. Mẹ cái mềm á. Ăn với nước mắm chua ngọt ngon. Không nên làm gà gỏi gà ngon quá. Tay nghề mà. Cái bắp cải này nè, bắp chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Nhưng mà hơi cay. Ăn mà giờ cũng cay nữa hả? Cay. Cho mẹ ăn được cái chứ. Cay mà. Không. Mấy cục rồi nè, không luôn. Ăn cái đùi đi mẹ. Thôi ngắn. Ăn thịt. Ừ, da ngon lắm. Miếng da nó ngon cực kỳ luôn. Nhiều cả nhà ăn miếng da nha. Da ngon quá cả nhà ơi. Nhiều người thích ăn cánh á. Ngon. Em thích ăn cánh á. Không. Ừ. Ăn cái đùi đi. Không có đùi cả nhà, mình ăn bắp rồi, cách nào cũng bự cái mình ăn bắp rồi, đó, cái đùi này cắm vậy nè. Đó. Còn số 1 luôn. Còn cái đùi mình chừa con mình. Con đâu ăn đùi đâu. Con thì thích ăn mấy miếng mà thịt ở dưới cái ức á, thịt trắng á, con thích ăn cái đó nhất hả? Da cũng không ăn luôn nữa. Ôi, cái miếng này ngon. Không gỏi ngon quá ta. Ngon, gỏi ngon. Gỏi ngon. Quá ngon.
Mẹ miếng này ngon à. Vừa có da đúng không? Ừ. Rồi ngon mình. Ngon không? Cháo cũng ngon nữa. Cháo gà mỡ quá trời, gà này mỡ ghê. Mỡ mập hết rồi không? Ừ. Lâu quá không ăn gà. Nay ở nhà mua gà về nấu cháo bóp gỏi. Cái nồi nhà cũng muốn ăn với gia đình ở nhà á nha. Luộc gà ăn bữa. Chứ đi ăn tiệm hoài thì nó đi ăn ngoài quán hoài thì giờ cũng không biết quay ở đâu nữa. Cũng làm bữa nay cô mẹ cũng làm gà sẵn dịp mẹ vợ mình làm luôn. Con gà cháu nhà xem. Ông gà nó ăn bà cá mua gà này quá mập. Ngon quá. Ừ. Ăn gỏi ngon mẹ. Ừ. Gỏi vừa ăn. Ừ. Có cần nước đó nè. Ừ. Có cần nước hả? Nước ngon nè. Ừ, ngon phải không? Ừ. Cần ăn ngon lắm. Mẹ cút cánh thì ngon. Ngon, ngon. Không có cánh hả? Gỏi ngon là gỏi. Ừ, nó ngon phải không? Quá ngon. Nó làm hên cái gì á. Ăn xong. Chắc ăn hên quá nha. Nói chung nói thật ra chứ ba làm ăn ngon lắm đó nha. Tại vì mình đi quay á, mình hay cho anh bà hay chọc bà ghẹo quá làm ăn không được đó. Bà làm rất là nhiều món. Cả nhà có coi kênh Quán Dĩa Hè, cả nhà dành chút thời gian qua ủng hộ cho kênh Thương Khám Phá Vlog nha cả nhà. Hai vợ chồng quay về săn bắt và ẩm thực, cả nhà nhớ qua ủng hộ cho hai vợ chồng nha. Đây cắm nè. Ừ. Ừ, mẹ có khoái nè. Có da có có da có da có ớt. Bữa nay ngon quá. Ngon quá. Không, bữa quá ngon. Ừ. Bữa nào bút gỏi thơm khỏi gà rẽ rồi ăn được không? Được chứ. Gỏi cần ăn cũng ngon nè. Ừ. Gỏi cần ăn cũng ngon. Cần hà nè. Cần nhớ mà. Ừ. Cần nước. Cần nước. Cần này mà cần nước này mùa mưa á nhiều lắm. Nâu không? Đúng rồi. Ê, nè mát. Miếng da luôn. Này vàng ghế luôn cả nhà. Da cho mỡ không máu. Con da cho mỡ không máu luôn. Da cho mỡ không máu luôn. Da cho mỡ không máu luôn. Cái da gà này đâu phải ai cũng được đâu, có người ăn không được chứ bộ. Nhưng mà ngon. Hết dĩa gỏi rồi. Hết rồi. Ngon con quá. Con mà hỏi ăn cơm tiệm đi. Ừ. Mẹ ra. Con hỏi ăn cơm tiệm luôn. Mẹ ra. Ờ. Cấp mẹ ra. Mẹ ra. Cũng như mình ở nhà cả nhà, mình gấp bỏ cho nhau cũng chắc không sao đâu ha. Ừ. Trong mùa này cả nhà làm một nồi cháo gà buổi tối cả nhà. Cả nhà làm thử món gỏi gà này ngon lắm á. Ngon. À, bóp với bắp cải. Dạ. Cần ướp, biết gà cần nước. Dâu răm. Dâu răm, rau ôm gì tùm lum lá trong đây nè. Không cháo nữa. Chán rồi. Chán rồi. Ngon lắm cả nhà ơi. Lúc này mẹ ăn ngon luôn. Ăn ngon họ được thưởng nha, thưởng nha. À. Phải không? Đúng ngon rồi. Phải thưởng chứ. Cái nhà mẹ nhận thấy chắc cũng đói bụng rồi. Không đâu. Cho mẹ thử ăn đu gõ. Gà bữa nay ngon quá. Đúng rồi, em múc cháo lâu ngủ quá. À. Trời ơi, thèm gỏi hơn là ăn gà luôn á trời. Nhưng mà hơi cay em. Ừ. À, hơi cay. Mới nghèo, không biết chút con được không nữa. Ăn ngon không? Hơi cay em mà gấp ớt ăn thêm. Hơi cay. Mẹ, mẹ gấp thịt đúng không? Hơi cay là em với mẹ thiện hết chứ. Gỏi ngon ăn gỏi cả nhà ơi. Ngon mẹ không? Ừ. Gỏi quá ngon. Chết rồi, miếng ớt chà bá luôn, chơi luôn. Con gà bữa nay ngon quá, con gà dai. Tiếng cháo ơi. Con gà dữ đã quá.
Nhớ đó là luộc gà mẹ làm không, mà cái này thêm làm nữa. Từ giờ em làm cả nhà. Làm lâu lâu cháu gà lo ăn lần đó nha. Ăn hoài nó ngán. Đúng rồi, ăn hoài cũng ngán. Nhưng mà lo ăn quá ngon. Cái gỏi ngon ha, cái gỏi nó thấm nè, em chọn để trước nó thấm. Ăn thịt đi mẹ. Nực quá. Trời này nó hồng ghê luôn á. Gà này nó dai lắm cả nhà. Ngon. Cay quá. Ăn xài trắng miệng đi. Ăn ổi à. Xoài. Xoài. Ăn thịt mà. Thịt nữa. Ăn xài tiền đâu mà ăn xài. Tiền mới giữ hết trơn mới cho các bạn đâu mà ăn xài. Không. Cả nhà trời này nè, mệt mệt này ăn cơm không nổi á. Cả nhà mua con gà về nấu cháo và trộn gỏi ăn đi. Rất là ngon cả nhà. Bữa nay nay ăn ngon, ăn hai chén cháo luôn cả nhà. Bữa nay làm gỏi ngon quá. Hôm nay mẹ làm hai chén luôn kìa mới ghê chứ. Thường mẹ bớt ăn lắm nha. Hôm nay bà ăn ngon, ăn nhiều. Ở miếng này ngon mẹ. Thôi miếng nữa đi. Miếng nữa đi. Chồng mình nay sao ăn ít quá vậy ta? Ăn quá cả nhà. Cay quá. Cay nữa. Gà này nay nó dai ngon quá, ăn nhiều cả nhà. Cái lần nãy giờ mình làm ngoài xe ngoài sân cái này. Mệt. Nắng. Đi sơn lập dạc cái giờ đấy em mệt quá. Đi phá á. Sơn. Chia sẻ gì món ăn cái nhà ăn miếng đi rồi kết thúc video giáo lặng cho con chịu ăn. Cái giờ hôm nay sáng cái hai mẹ con đi chợ mua được con gà mái. Thả vườn ở cả nhà rất là dai luôn, dai luôn. Về mình bóp gỏi với cải nồi, dâu dăm. Và dâu quế cả nhà. Nói chung là làm món này bữa nay ngon ha mẹ. Ngon ha. Ngon. Nay ăn ngon, nay ăn hai chén cháo được nhóc luôn. Trời trời này lúc này nắng á cả nhà. Nên ăn cơm không nổi nên nấu cháo ăn bữa hai vợ chồng bữa nay không có đi ra ngoài quay nên thôi quyết định quay ở nhà luôn cả nhà. Thôi clip mình kết thúc ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký cho kênh Quán Dĩ Hè. Và đừng quên đăng ký cho Thương Khám Phá Vlog luôn nữa nè. Một lần nữa gia đình mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, bye. Bye.